Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Sạp. Bác lại giới thiệu bác một mẫu xe thương hiệu đến từ Đức, thương hiệu Kuratech, model Dolomite. Thì trước đây em có về một vài chiếc của từ thương hiệu Kuratech. Thì những video trước đây giới thiệu qua mấy cái tông màu sáng, thì lại em về một chiếc cái tông màu đen, đen lì cũng nhá. Điểm nhấn là chỉ vàng trên khung xe. Và rất nhiều bác hỏi em về những dòng xe Nhật bãi. Thì một trong những dòng xe xuất Nhật thường thấy ở những dòng xe đó là dòng thương hiệu Kuratech. Và cái model này em phải là model Dolomite khung nhôm cả carbon. Và bây giờ xin nói rất là ở cái chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu đua đốt bay Kuratech. Thường thì bác chỉ thấy những cái dòng Kuratech này xuất hiện trên những dòng xe Nhật bãi. Thì mai em về một chiếc đây, thương hiệu Kuratech Dolomite, model Dolomite. Pro size tem khung nhôm. Một trong những cái dòng xe mà rất là bền bỉ theo thời gian. Cũng được rất nhiều các bác quan tâm và đánh giá rất là cao với cái thương hiệu Kuratech, thương hiệu Đức. Thường gắn liền với cái dòng xe Sapa cũng đến từ Đức. Đây là hai mẫu xe đến từ Đức. Khá là cao cấp. Của Phút Ghi Đông của Chopin. Đằng trước khung thì có hình chữ C, logo nổi thương hiệu Kuratech. Đây cũng là một trong những cái dòng xe mà xuất sang bên Nhật rất là nhiều trên thị trường. Càng carbon. Càng carbon chính hãng của Kuratech. Vành 16 lan. Vành thưa. Chính hãng của Shimano. R550. Lốp hiệu cao cấp chính hãng của Bajager. Michelin. Lốp Michelin cũng như lốp hiệu cao cấp này. Còn nguyên bản theo xe, lốp Michelin, một trong những hãng lốp cao cấp để xe đạp thể thao. Cái model là model Dolomite luôn nhá. Model của xe là model Kuratech Dolomite. Xe sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip Shimano Sora. Bên tay phải em trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Sử dụng phanh 3 mảnh. Phía đằng trước. Trước sau là sử dụng phanh 3 mảnh của Vanomax. Cộng yên nhôm của Zoom. Yên nguyên bản theo xe cũng còn rất là mới. Đùi đĩa Shimano. Gạt đĩa Shimano Sora. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora, được trang bị với 9 tầng lip. Vâng, sẽ trang bị với 9 tầng lip. May ơi sau là may ơi cũng chính hãng của Shimano. Giờ là 50. Vành đằng sau là sử dụng vành hàng nhôm 2 lớp. Sử dụng lốp chính hiệu, chính hãng, lốp hiệu Michelin, lốp cao cấp. Và bây giờ xin lỗi cho con đứng của khung xe. Và cho con đứng của khung xe đo là size 47.
50. Chiều cao ngang là size 50. Thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 9 tầng lip, lên lip. Xuống lip. Thế phải em trang bị với 2 tầng đĩa, đùi đĩa Shimano. Đặt đĩa Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Còn chuyển động rất trơn tru và mượt mà. Dòng xe đua Kuratech thương hiệu đến từ Đức, dành cho bác ưa thích những tông màu tối, khung nhôm cả carbon. Và vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Kuratech Dolomit thương hiệu đến từ Đức, xe trang bị với group Shimano Sora. Vành trước và vành sau là vành Shimano chính hãng R50, lốp hiệu Michelin, khung nhôm càng carbon. Và xe đã tốt với em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có tâm liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn hẹn gặp lại cho ngày mai.